Trọng kính mời các bạn Sapa. Các bạn Sapa có đấy chưa? Dạ em với thầy có rồi ạ. Các bạn báo cáo đi. Vâng, em thưa thầy, bệnh viện Sapa em xin phép báo cáo các bệnh ạ. Báo cáo các bệnh là bệnh nhân nữ 14 tuổi ạ. Dân nữ dân tộc Mông, ngày học sinh, địa chỉ thị xã Sapa, vào viện ngày 23 tháng 1 2020 ạ. Lý do vào viện là phù và mệt mỏi, bệnh sử. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, cách vào viện khoảng 3 ngày, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, ăn kém, phù mặt, đã ít sốt, vào viện ạ. Bệnh tiền sử thì bệnh nhân có điều trị hội chứng tự hư tại bệnh viện, 10 ngày sau ra viện bỏ thuốc ạ. Khám lúc vào, bệnh nhân tỉnh, mệt, sốt 38 độ, da niêm mạc hồng, phù toàn thân, mức độ trung bình, hội chứng nhiễm trùng dương tính, ho nhiều đờm, đau ngực, khó thở, nhịp thở 28 lần trên phút ạ. Phổi thở thô có gian nhỏ, vừa hạt, tim nhịp đều, bụng mềm, cổ trướng nhẹ, con lách không to, huyết áp ở trong 20/80, cân nặng 41 kg, đã ít, nước tiểu sẫm màu ạ. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không sốt, phù nhẹ vùng mặt, mi mắt hai bên, không xuất hiện dưới da, mạch 90 lần, huyết áp 130/80, nhiệt độ 37 độ C, cân nặng xuống 2 cân còn 39 cân. Nước tiểu 1000 trên 24 giờ, nhịp tim đều, tim bộ thứ 2 rõ. Phổi thông khí tốt, không có gian, bụng mềm, ăn lách không to. Kết quả lúc vào bạch cầu là 9000, đa nhân trung tính 82%, hồng cầu 3.9, hemoglobin 10 g, tiểu cầu 3.200, OD 14, creatinin 7.13, SGOT 30, SGPT là 32, Natri là 137, Kali là 4.75, protein 53, albumin 22, protein niệu là 3+, bilirubin niệu là 3+, hồng cầu 1+. Ít quan tim phổi của lúc vào ạ. Siêu âm thì có hình ảnh tràn dịch mang bụng mang phổi ạ. Chẩn đoán xác định của chúng em là hội chứng thận hư tiên phát trên viêm phổi. Hướng điều trị của chúng em là dùng kháng sinh, corticoid và lợi tiểu, bù albumin. Và hiện tại thì kết quả máu láng 1 giờ là 4 mm, màu láng 2 giờ là 7 mm ạ. Kết quả sinh hóa của UD là 9.2, đường 4.6, creatinin là 63, protein 53, albumin 27, sau bù testosterone 7.37, triglycerides 2.0607, SGOT 20, SGPT 27, Natri 135, Kali 195, 395. Có cái hô thức máu ạ. Có cái nước tiểu ạ. Có đi tim như này. Ít quang em 17 xoay chụp lại. Và bệnh viện cho em xin đặt câu hỏi là một thứ nhất là chẩn đoán bệnh nhân hội chứng tiện hư có phù hợp không? Thứ hai như điều trị như vậy thì còn bỏ sót và bổ sung gì không ạ? Và chế độ ăn cho bệnh nhân này và chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ra viện và tuân thủ thuốc như thế nào ạ? Cho em xin ý kiến ạ. Em xin cảm ơn ạ. Bài thầy Trinh sẽ đọc cho cái phim phổi trước. Kính thưa các thầy cô các anh chị, thưa các thầy cô các anh chị, thưa các anh chị các bạn đồng nghiệp và các đầu cầu, nhất là tôi muốn xem lại phim cuối cùng của các bạn vừa chiếu lên một tí ạ. Phim cuối cùng mà các bạn vừa chiếu lên trong chụp chắc là gần đây nhất.
Nhất là tôi muốn hỏi các anh chị các bạn đầu cầu kia một chút ạ. Tức là các cái phim chụp của mình ấy ở các cái thời điểm khác nhau, tại vì trên này thì nó thể hiện đều là mùng 9 tháng 12 cả. Nên chắc là không phải vậy. Chắc là cái này là do cái hình ảnh của mình mới đẩy lên thôi ạ. Thì em thưa thầy. Các bạn cho mình thầy là một chút. Cái phim đầu tiên là phim ngày 23 tháng 12 ạ, à tháng 11 ạ. Đây, cái phim này là ngày 23 tháng 11 ạ. Ok. Và cái phim sau này là ngày 17 tháng 12 ạ. Ok. Còn phim này ạ. Cái này là ngày 9 tháng 12 này ạ. Okay, okay. Cái phim cuối cùng ạ. Vâng. Vậy thì chúng ta nhìn ở ba cái phim này ấy, thì có sự thay đổi rất là đáng kể. Kể cả những cái tổn thương của phổi, kể cả cái hình thái của tim, kể cả cái vòm hoành, cái góc sơn hoành. Cái phim đầu tiên chúng ta nhìn thấy đây ạ. Nên cái bóng tim này nó hơi to hơn một chút, hơi to hơn bình thường một chút. Và chúng ta thấy là cái tổn thương những cái tổn thương phù nề của tổ chức kẽ quanh cả cái phế quản mạch máu ở rốn phổi hai bên rất là nhiều. Tiếp nữa là chúng ta nhìn thấy một cái đám tổn thương ở thùy dưới, ở đáy của cái phổi phải, mờ nó không đều, và cái góc sơn hoành ở bên phải này nhìn không được rõ nét. Một điều nữa là cái vòm hoành ở bên phải nó lên khá là cao hơn khá là nhiều so với bên trái. Thứ hai là cái đỉnh của cái vòm hoành nó hơi ra ngoài. Vậy thì trên cái phim này ấy, thì chúng ta chưa thể nói hết được. Nhưng mà tuy nhiên ở trên cái hình ảnh siêu âm ấy, siêu âm thì không thấy các anh chị các bạn nhắc đến cái chuyện là có dịch màng phổi hay không. Nó có thể nằm trong cái bệnh cảnh của một cái dàn dịch đa màng, nó có thể kèm theo những cái dàn dịch màng phổi mà thể hoành, thì nó có thể đẩy cái vòm hoành nó lên cao. Thứ hai là cái đỉnh của vòm hoành nó hơi ra ngoài một chút. Cái nữa là cái tim nó hơi to một chút, không biết là có dịch màng tim hay không ở trên cái hình ảnh siêu âm. Những cái này chúng ta hoàn toàn có thể khi làm siêu âm chúng ta có thể, nếu mà nhìn chúng ta nhất là dịch màng phổi thì rất là dễ. Cái phim thứ hai thì hình ảnh đã thay đổi đi khá là nhiều, cái góc sơn hoành rất là rõ nét, và cái tổn thương của cái đáy phổi ở bên phải nó đã giảm đi rất là nhiều. Các cái tổn thương ở phế quản, quanh phế quản mạch máu nó cũng giảm đi rất là nhiều. Chúng ta nhìn thấy cái nhánh phế quản mạch máu nó rõ hơn rất là nhiều. Còn cái phim cuối cùng là phim chụp ngày 9 tháng 12, tức là ngày hôm qua, thì các cái tổn thương gần như là biến mất gần hết, gần như là biến mất hết. Kể cả cái bóng tim bây giờ cũng trở lại nó tương đối là bình thường. Cái góc sơn hoành nó cũng trở về bình thường. Vâng, trên cái phim X quang phổi thì nhìn thấy ba cái thay đổi như thế và cũng chỉ nói được như thế. Vâng, cảm ơn thầy Trinh, xin mời thầy Nam, chuyên gia về nhi khoa. Vâng, kính thưa thầy Bình, kính thưa các anh chị em và các đầu cầu. Chúng tôi cũng đã trao đổi với các bác sĩ ở trên bệnh viện Sapa. Thì cũng có một cái số thông tin là hôm nay thấy các anh chị em cũng đã bổ sung vào trong cái bệnh án, thì nó cũng rõ hơn khá nhiều về cái bệnh cảnh lâm sàng của cái cháu này. Thì về thứ nhất là cái về vấn đề về chẩn đoán và điều trị, thì cái điều trị về viêm phổi thì cũng như là nhận xét của bác sĩ Trinh, thì chúng ta nhìn hình ảnh tiến triển của cái phổi nó tiến triển theo cái từng đợt điều trị, thì điều trị chúng ta như vậy là rất là phù hợp. Còn thứ hai là cái vấn đề về thận, thì trước tiên nó là cái tiền sử trước đó là 7 tháng đã điều trị hội chứng thận hư tại bệnh viện chúng ta, và ra viện thì cũng đã bỏ thuốc 3 tháng. Trong cái tài liệu của chúng ta thì trong tay chúng tôi thì có cái đã bỏ thuốc 3 tháng, nhưng báo cáo thì các bạn là ra viện 10 ngày thì bỏ thuốc. Cái đấy có vẻ gộp hai cái vào thì nó sẽ rõ hơn. Thì với cái vào viện, cái tình trạng lâm sàng của khi vào viện thì và các cái xét nghiệm ban đầu thì chúng tôi nghĩ các bạn đang điều trị một cái corticoid, như vậy là đúng với các cái bệnh lý của cái hội chứng thận hư. Tuy nhiên ở trẻ em thì chúng tôi thứ nhất là về cái corticoid thì chúng tôi phần lớn hoặc theo cái phác đồ thì vẫn là sử dụng cái prednisolone và liều cũng là 2 mg trên kg cân nặng. Thứ hai là nhìn cái xét nghiệm về cái tổn thương của các cái trong cái cầu thận, thì trong cái thận thì có các cái hồng cầu niệu, protein niệu thì cũng có nhưng các bạn không định lượng được. Và thứ nữa là trong các cái tràn dịch đa màng, có cả màng phổi, màng bụng và có vẻ có cả màng tim, thì tôi nghĩ cái này cũng có lẽ là có một cái viêm thận kèm theo, có nên chăng là trong cái bệnh lý hệ thống là có cái hội chứng thận hư và có viêm thận. Cái này hôm nay chúng tôi cũng mời đến
hội trường là có tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Đếm, cũng là chuyên gia về thận của trẻ em, cũng xin phép ý kiến thầy Bình để cho bạn Đếm có ý kiến ạ. Kính thưa thầy Bình ạ, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, cũng rất là vinh dự hôm nay được chia sẻ với lại các quý đồng nghiệp trên bệnh viện Sapa một cái ca lâm sàng rất là hay. Tuy nhiên thì những cái vấn đề cơ bản thì thầy Nam cũng vừa nói rồi, thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một số cái quan điểm và cái kinh nghiệm của chúng tôi. Thế thì trước một cái bệnh nhân như này thì có một cái vấn đề là đặt ra rõ ràng, tiếp cận ban đầu là vào với một cái bệnh cảnh của hội chứng thận hư, thì rõ ràng là cái albumin với cái, và các bạn không định lượng được, nhưng mà cái protein niệu là 3 cộng thì cũng có thể là một trong tiêu chuẩn. Cái thứ hai nữa, albumin giảm xuống dưới 25, tức là 24 phẩy mấy thì cũng là một cái tiêu chuẩn thứ hai. Protein máu cũng giảm, như vậy là có một cái hội chứng thận hư. Nhưng mà trên nền một cái bệnh nhân này là trước đó cũng có thận hư rồi, vậy thì không biết là cái lúc mà cái thời gian bệnh nhân bỏ điều trị đó thì có điều trị thuốc nam hay không? Vì theo kinh nghiệm của tôi, sau bệnh nhân mà hội chứng thận hư mà đã đi dùng thuốc nam thuốc bắc và sau nó hay suy thận, và rõ ràng khi bệnh nhân quay lại với một cái triệu chứng là tái phát rồi có nhiễm trùng kèm theo thì sẽ làm cho cái kèm theo là một cái đây có cái lúc vào là có suy thận. Thế thì suy thận thì bệnh nhân này ngoài cái suy thận thì sẽ có thêm một cái nữa là cái bạch cầu niệu. Hồng cầu niệu thì không cao lắm, nhưng chúng tôi để ý thấy bạch cầu niệu là 3 cộng. Và kèm theo một cái suy thận như này thì với cái chẩn đoán lần này thì chúng ta phải chẩn đoán là một cái hội chứng thận hư không đơn thuần, tức là có kèm theo có suy thận và có kèm theo tổn thương thận là có bạch cầu niệu. Bạch cầu niệu này thì nó có lại đặt vấn đề là có phải là cái thể ẩn của nhiễm khuẩn tiết niệu hay không, hay là cái tổn thương thận trong một cái bệnh hệ thống. Bởi vì là trước khi một trong những tiêu chuẩn để chẩn đoán là cái viêm thận do cái bệnh hệ thống là phải loại trừ cái bạch cầu niệu do nhiễm trùng. Thế thì các bạn sẽ phải loại trừ được cái đó. Có một cái nữa mà chúng ta cần phải chú ý đến là cái bệnh hệ thống là bệnh nhân này, đó là cái bệnh nhân khởi phát trên một cái trên nền là bệnh nhân nữ, mà chúng ta biết là lupus, trong một trong bệnh hệ thống đó lupus viêm thận ấy, thì tỷ lệ nữ cao gấp 4 là gấp 8 lần, tức là 8 trẻ nữ mới có một trẻ nam. Thì đấy là một yếu tố thuận lợi để chúng ta nghĩ phải chẩn đoán nó xa hơn. Bởi vì là với bệnh nhân này thì rõ ràng là chúng ta hội chứng thận hư không đơn thuần thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến cái hội chứng thận hư thứ phát và đi tìm nguyên nhân. Thì với cái những cái trường hợp như này thì với kinh nghiệm của tôi thì các bạn làm được C3, C4, tức là bổ thể C3, C4. Nếu bổ thể mà giảm thì chắc chắn không phải hội chứng thận hư tiên phát như các bạn chẩn đoán nữa. Bởi vì nếu như mà hội chứng thận hư tiên phát thì nó là cái hội chứng thận hư tại thận và không có cái giảm bổ thể, không có huy động miễn dịch, nên nó sẽ không có giảm bổ thể. Vậy thì với bệnh nhân này không phải viêm cầu thận cấp, bởi vì cái triệu chứng của đái máu từ hồng cầu niệu chỉ có 1 cộng thì coi như là không có tính vào đây. Thì chúng tôi chỉ nghĩ đến cái khả năng, hai khả năng: một là hội chứng thận hư không đơn thuần, hai là cái viêm thận do lupus mà nó ẩn đi mà các bạn không để ý. Thế thì phải khai thác thêm các triệu chứng của lupus nữa. Ở đây thì chúng ta cần phải chú ý những triệu chứng gì của lupus, đó là xem có ban cánh bướm hay không, có ban nhạy cảm ánh sáng hay không, có đau khớp hay không. Bởi vì bệnh nhân có tràn dịch đa màng rồi, nhưng tràn dịch đa màng trong bệnh cảnh thận hư nó cũng có. Thế thì kèm theo thêm C3, C4 và kháng thể kháng nhân nữa. Nếu đầy đủ các cái thêm hai triệu chứng này thì chắc chắn tôi nghĩ đây là một cái hội chứng thận hư thứ phát và do cái lupus. Và nếu như mà chẩn đoán được theo cái đúng cái tiêu chuẩn chẩn đoán như thế thì các bạn sẽ có cái phác đồ nó điều trị rất khác nhau. Và khi có viêm thận và lupus thì các bạn nên có thêm cái sinh tiết thận để cái định lượng cái để chẩn đoán cái tiếp tổn thương, tức là phân loại tổn thương thận trên theo cái class thì mới có phác đồ cụ thể rõ ràng được. Thế hai nữa, nếu như bệnh nhân này không có C3 C4 giảm, không có kháng thể kháng nhân dương tính mà nó chỉ là một cái hội chứng thận hư không đơn thuần thì với tiên lượng với bệnh nhân này cũng chắc chắn sẽ là một cái tiên lượng nặng, bởi vì có hai yếu tố nặng ở bệnh nhân này: một là khởi phát trên 10 tuổi, tức là trẻ lớn; thứ hai là trên trẻ nữ. Thì các bạn biết rồi, thận hư nếu ở trẻ nam hoặc là tuổi từ 2 đến 9 tuổi thì nó sẽ lành tính và tiên lượng tốt hơn là so với trẻ trên 10 tuổi. Thế thì đấy là những cái dữ liệu về tiên lượng xa cho cái bệnh nhân như này. Còn về điều trị thì nếu như mà điều trị theo phác đồ thận hư thì có một cái phác đồ chính thống bây giờ đối với trẻ em thì chúng ta vẫn dùng PRET liều tấn công 20g trên nặng trong 4 tuần như thế. Mà nếu như protein tiên liệu không âm tính thì các bạn sẽ điều trị theo để kéo dài tiếp thêm 2 tuần nữa là 6 tuần mà như hiện nay ở Bạch Mai và như Trung ương vẫn thường áp dụng. Còn nếu như bệnh nhân sau 6 tuần tấn công như thế mà không âm tính, protein tiên liệu không âm tính thì chúng ta có thể chẩn đoán là hội chứng thận hư kháng thuốc steroid.
Thế thì với trường hợp kháng thuốc thì chúng ta lại phải thêm thuốc ức chế miễn dịch khác, và trước khi chuyển sang thuốc ức chế miễn dịch khác thì chúng ta sẽ phải sinh thiết thận để làm sao xem xác định xem nó có thể FSGS hay không. Thế thì đấy là những cái chia sẻ mà cũng theo cái kinh nghiệm của chúng tôi. Còn đấy là chẩn đoán về cái phương diện chẩn đoán và điều trị. Thế còn về chế độ ăn thì chúng ta sẽ biết rồi, với bệnh nhân thận thì chế độ ăn thì chúng ta vẫn phải bổ sung, một là các cái chất về đạm thì vẫn bổ sung đạm như bình thường, không hạn chế đạm. Cái thứ hai nữa là mỡ thì hạn chế rất nhiều, phải hạn chế tuyệt đối cái mỡ động vật, đặc biệt bệnh nhân này chúng tôi nhìn qua là có cholesterol cao thì phải hạn chế các cái mỡ động vật, hạn chế trứng, lòng đỏ trứng để hạn chế đưa nạp cái cholesterol vào cho bệnh nhân, và khuyến khích bệnh nhân ăn nhiều cá, rau củ quả tươi. Thì bệnh nhân không suy thận hiện nay thì các bạn có vẻ điều trị có vẻ nó hồi phục rồi, tuy nhiên cái ure bắt đầu tăng cao, thế thì các bạn chú ý phải cắt lợi tiểu đi, bởi vì có vẻ như là bắt đầu suy thận ở ngoài thận rồi chứ không phải suy thận tại thận nữa. Thế thì các bạn phải cho chế độ ăn uống rau củ quả, cho các cái chất xơ rồi cái vitamin phải bổ sung đầy đủ. Nước thì với bệnh nhân này vẫn tiểu được 1.000 ml một ngày, tức là tương đương với 1.06 ml cân nặng trên giờ thì cũng gọi là tạm được. Tuy nhiên vẫn phải bổ sung nước cho bệnh nhân đầy đủ, vì bệnh nhân nếu các bạn dùng lợi tiểu quá mức thì sẽ làm cho cái thận nó sẽ bị kiệt. Cái tiếp theo nữa và các cái chế độ muối thì với bệnh nhân này mà nếu không còn phù thì các bạn với chỉ thấu thận hư không, không suy thận thì các bạn có thể ăn nhạt một cách tương đối, tức là hạn chế muối, không chế muối từ 3 đến 5 gram một ngày. Đấy, thế thì các cái chế độ ăn và ăn uống thì như vậy. Còn bệnh nhân này thì các bạn chắc chắn cũng phải nên làm thêm các chẩn đoán cho nó rõ ràng hơn, và tiên lượng cho bệnh nhân biết rằng cái bệnh nhân khả năng sẽ bị kháng thuốc. Em báo cáo hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy với các cái tư vấn rất là cụ thể. Xin mời các bạn ở cầu Sapa, mấy cái xét nghiệm mà thầy đếm thầy có ý kiến đấy, có làm được không? Em thưa thầy là ở trên cái bệnh nhân này thì như thầy vừa hỏi là trên bệnh nhân này thì không có ban ạ, không có ban cánh bướm, không có đau khớp ạ. Và thứ hai là làm thêm các cái xét nghiệm C3, C4 thì ở bệnh viện em lại không làm được ạ. Mình gửi ra đâu đấy, ở ngoài Lào Cai làm được không? Chắc không được rồi. Không có sinh thiết nào đâu, không có. Sinh thiết thì chắc không làm được. Sinh thiết thận thì không làm được thầy ạ, còn C3, C4 thì chắc là sẽ làm được. Như vậy là cũng rất là khó khăn. Thế về trước mắt giai đoạn hiện tại thì các bạn cứ điều trị đủ tấn công, chuyển sang press liều tấn công 20 g cân nặng, và với bệnh nhân này 39 cân thì liều mắc của nó chỉ có 60 mg, tức là 12 viên. Các bạn chuyển sang liều 12 viên press một ngày trong 4 tuần như thế. Nếu mà polyneuropathy vẫn không âm tính thì các bạn nên chuyển để chúng tôi sẽ làm sinh thiết thận và làm thêm xét nghiệm cho nó chẩn đoán cho nó rõ ràng hơn cho bệnh nhân. Còn các bạn điều trị có vẻ đợt này thì cái khống chế cái nhiễm trùng phổi thì cũng đã ổn rồi, và các cái truyền albumin thì cũng đã nâng được cái albumin lên, thì cũng đấy là cái trực điều trị trước mắt các bạn giải quyết rất là tốt. Còn các cái điều trị về sau này nó còn liên quan đến về sau này, bệnh nhân này sẽ rất phức tạp hơn, bởi vì là một là phải giải thích cho người ta để tránh nhận thức bỏ thuốc, nó rất nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là cái bệnh nhân bắt đầu có suy thận rồi đấy chứ không phải không đâu, thế thì phải hết sức cẩn thận. Thế còn trước mắt nếu các bạn chưa có điều kiện mà làm các điều kiện như chúng tôi nói, như C3, C4 thì kháng thể kháng nhân, thì trước mắt chúng ta phải điều trị thử tiếp tục theo phác đồ thận hư và chuyển sang phác đồ là prednisone liều 20 g, tối đa là 60 mg, tức là 12 viên trong 4 tuần như thế. Chứ còn nếu các bạn truyền hai lọ solumedrol liều 80 thì nó cũng có vẻ như là nó không xua lắm. Nếu mà lupus thì các bạn truyền solu được, mà nếu mà truyền lupus theo phác đồ lupus thì lại truyền liều cao hơn cơ. Thế thì các bạn xem xét lại cái phác đồ điều trị. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy. Các bạn có đồng ý không ạ? Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Nhưng mà em có hỏi thầy ạ. Thứ nhất là ở trên bệnh nhân này thì huyết áp lại thay đổi theo ngày thầy ạ. Ví dụ như là buổi sáng em đo huyết áp là 130/80. Nhưng tầm khoảng 10 giờ đến 11 giờ đo thì lại, như ngày hôm nay huyết áp lại lên 160/100. Như chúng tôi đã nói ngay từ đầu đấy, nếu như mà cái viêm thận do lupus ấy thì một trong triệu chứng, một trong những tiêu chuẩn để chẩn đoán viêm thận lupus là tăng huyết áp. Và với bệnh nhân này chúng tôi vẫn e ngại rằng là một cái lupus, thế vì vậy cái tăng huyết áp nó bắt đầu nó xuất hiện rồi. Thế thì với cái bệnh nhân mà viêm thận lupus để điều trị tăng huyết áp, hoặc là nếu như hội chứng thận hư không đơn thuần thì một trong ba cái không đơn thuần của hội chứng thận hư đó là tăng huyết áp, suy thận và đái máu. Bệnh nhân này không có đái máu rồi, có suy thận rồi, có tăng huyết áp rồi, thì nó nằm trong bệnh cảnh chung của hai cái bệnh như thế. Thế thì
cái điều trị của bạn bây giờ thì có, nếu là mức lọc cầu thận các bạn phải tính xem chiều cao bệnh nhân bao nhiêu và tính mức lọc cầu thận bệnh nhân bao nhiêu. Nếu mức lọc cầu thận mà trên 40 ml, cân nặng trên 1,3 m² da trên ngày đấy thì các bạn sẽ được quyền dùng thuốc ức chế men chuyển. Cái thuốc ức men chuyển trong bệnh nhân này có hai cái tác dụng, một là thứ nhất là nó vừa hạ huyết áp, cái thứ hai là nó bảo vệ thận, tức là nó giảm cái protein niệu đi cho các bạn, là cho hạn chế cái việc mất cái protein niệu cho bệnh nhân đi. Thế thì đấy là cái thuốc để hỗ trợ hạ huyết áp. Nếu như mà huyết áp, bạn có thể dùng captopril liều 20 g cân nặng trên một ngày. Với bệnh nhân này 39 cân thì bạn có thể dùng 2 viên được. Thì 2 viên 50 mg, tương đương với 50 mg thì cũng có thể tạm được, tức liều 1 mg cân nặng trở lên. Thế thì đấy là cái thuốc thứ nhất. Nếu như mà thuốc thứ nhất captopril không được thì các bạn có thể, bệnh nhân huyết áp vẫn cao, bạn có thể dùng cái đầu tay vẫn là dùng cái amlodipin, tức là cái amlo đấy, thì bạn có thể dùng 0,05 mg cân nặng. Với bệnh nhân này thì 5/4/20 thì các bạn phải lựa dùng theo cái theo cái dò liều thôi. Còn bây giờ cũng tôi cũng, bởi vì huyết áp này bệnh nhân sẽ rất biến động đấy, bởi vì là cái viêm thận này chúng ta chưa chắc chắn xác định là viêm thận do cái bệnh hệ thống hay không. Nếu như mà C3 C4 nó giảm thì tôi tin chắc là huyết áp sẽ tăng vù. Tại vì các bạn không làm được là C3 C4 nên chúng tôi cũng chỉ gọi là gợi mở hướng cho các bạn theo những cái hướng như thế thôi. Trước mắt là dùng ức chế men chuyển, sau đó thì sẽ dùng thêm, nếu không không chế được huyết áp thì các bạn sẽ phải dùng thêm cái nhóm chặn kênh canxi. Được chưa ạ? Các bạn nào cầu spa cần hỏi gì không? Vâng ạ, vâng em cảm ơn thầy ạ. Vâng, chào các bạn. Spa có lạnh lắm không? Thời tiết rất là lạnh này ạ. Tuyết đã rơi hôm chưa? Hôm nay chỉ có bắt đầu có băng rồi thầy ạ. Có băng rồi thầy ạ. Chưa thầy ạ. Rồi thứ năm tuần tới ta lại gặp nhau xem thêm tình hình bệnh nhân thế nào nhé. Rồi cảm ơn các bạn. Xin mời ca bệnh tiếp theo. Tiếp theo là của tụi nào nhỉ? Ha. Vâng, ca bệnh tiếp